Xin chào mọi người nha, hôm nay là thứ 6 nha. Thì em có lên được một vài nón này. Nón 6 múi này, 6 múi lửng đời xưa nha. 6 múi lửng đời xưa 1966 này. Nón BR đời xưa này. À, nón bố này. Nón bố đời 69 nha, lòng mặt trời nè. Rồi, bây giờ thì mọi người ngồi vào phần chi tiết nha. Số điện thoại bên mua hàng bên em vẫn là 0983 880 344. Em xin nhắc lại nha, 0983 880 344. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký kênh giùm em với nha. Rồi em lên mã đầu tiên, hôm nay em lên clip số 80. Thì mã đầu tiên nha, đây là 80.1 nè. Đây là một cái đèn pin của Hải quân Mỹ. Đèn pin này ở trên tàu Hải quân Mỹ nha, US nè. Đèn này là gần như mới, chưa sử dụng luôn. Rất là mới nha, còn sáng bình thường. Đó, đèn này là hàng xưa nha. Giá 400.000, 80.1, giá 400.000 US. Cái này sưu tầm rất là độc nha. 400.000, 80.1. 80.2. 80.2. Đây là một cái bộ bình tông của Mỹ. Đó, một bộ bình tông thì nó sẽ như thế này. Đây, giá 800.000 cho cái bộ bình tông này. Thì bây giờ nó như thế nào thì em sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Tất nhiên cái túi này là đã qua sử dụng này. Túi này là đời 74 nha. Túi này là đời 74. Túi đã qua sử dụng nhưng mà không bị rách lủng gì nha. Nó có cũ theo thời gian. Bộ này thì giá 800.000. Các nút này bằng đồng. Một bộ thì nó sẽ bao gồm 3 món. Là một cái túi này. Rồi một cái ca này. USVKCVK nè. Ca này là hàng chuẩn xưa nha, US. Ca chất liệu bằng inox, còn cái quai này là bằng thép. Rồi còn đây là cái bình của Mỹ. Bình của Mỹ này là sản xuất 1980 nha, bình màu đen. Bình của Mỹ sản xuất 1980, bình màu đen. Bình này thì gần như mới, chưa qua sử dụng luôn. Bình này còn rất là mới nha. Cái này là nó bụi nè. Nó dính bụi chứ bình này nó rất là mới. Đó, mọi người thấy chưa? Bình rất là mới nha. Bình này là của Mỹ, chuẩn của Mỹ, chuẩn cấp phát Mỹ, đời 1980. Rồi em bán cái bộ này giá 800.000. 80.2 nha, giá 800.000 cho cái bộ bình tông này. 80.3. 80.3 thì đây cũng là một bộ bình tông nhôm, nhưng mà cái này có giá 500.000 thôi. Tại vì sao 500.000? Thì bây giờ mọi người cùng theo dõi nha. Mời mọi người theo dõi nha. Rồi đây nè. Đó, một bộ nó sẽ bao gồm là một cái túi, một cái bình và một cái ca. Đây, bình này là của Nhật nha, tức là này là của quân đội Nhật, Japan nè. Bình là của Nhật này, Japan nè. Đó, nó đóng Japan nè. Bình này là của quân đội Nhật, hàng gần như là chưa qua sử dụng nha, còn rất là mới. Và giá bán cái bộ này là 500.000 thôi. Cái này là bán để anh em gọi là trải nghiệm thôi, chứ không có số lượng nhiều nha. Cái này chỉ có một bộ thôi, một bộ duy nhất nha. 500.000, 80.3, bộ bình tông của quân đội Nhật, giá 500.000. 80.4. Rồi đây là một bình tông inox của Mỹ. Bình này thì gần như là mới, chưa qua sử dụng nha, còn rất là mới, cực kỳ mới luôn. Đây, sản xuất là US 1943. US 1943 nha, không biết mọi người thấy chưa. Đó, US 1943. Bình này thì ở phía trên này không có bị cắn móp nha. Ở dưới đáy thì có cắn móp chút xíu. Ở dưới đáy nó có cắn móp chút xíu nè. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng gì nha. Tại cái này mình có khi mình làm theo bộ, mình bỏ vào cái ca đó, thì cái này nó nằm trong ca rồi, nên là cũng không thấy được nha. Nhưng mà rất là nhỏ thôi, chứ không có nhiều. Bình này giá 1.3 triệu nha. Bình này giá 1.3 triệu. US 1943, giá 1.3 triệu. 80.4, 1.3 triệu. 80.5. 80.5 thì đây là một bộ bình tông Trung Quốc xưa. Đó, bộ này thì hàng chuẩn xưa nha. Bao nó thì nó có bị rách nè, nó có bị rách nhẹ nè. Chỗ này thì nó bẩn thôi chứ nó không ảnh hưởng gì nha. Ở đây nó có rách nhẹ nè. Đây, để em mở bên trong mọi người xem. Bộ này thì giá 300.000 nha. Bình của
Trung Quốc xưa, thể tích là 1 lít. Một bộ của nó thì nó sẽ bao gồm 3 món. Đây cái túi. Cái túi thì nó có rách như hình ảnh vậy đó. Còn đây cái bình và cái ca. Đây, đây là cái ca nhôm của nó nè. Cái quai này bằng thép thành ra lâu năm nó sẽ bị sét. Còn đây là cái bình của nó. Bình thì cũng có cống bóp nhẹ thôi nha, chứ không có nhiều nha. Bình là bằng nhôm. Rồi, bộ này giá 300 ngàn. Bộ bình tông Trung Quốc xưa, giá 300 ngàn. Lâu lắm rồi mới có được bộ bình tông Trung Quốc mà chuẩn xưa như thế này nha. Cái này mình đi phượt, đi rừng đều được nha. Rồi, 80.6. 80.6 này là cái ca inox. À, ca nhôm nhé. Ca này là ca nhôm. 80.6 đây là cái ca nhôm nha. Ca nhôm này là của Pháp này, AM này, mọi người thấy không? AM nha, ca này nó có cái logo của Pháp này. Mặc dù là nó có bị móp móp sơ sơ. Nó có bị móp móp sơ sơ nha, nhưng mà nó là hàng chuẩn của Pháp từ xưa. Cái dòng này á thì nó rất là hiếm nha, nó hiếm hơn ca của Mỹ nhiều. Ca của Pháp là nó hiếm hơn ca của Mỹ nhiều nha. Cho nên anh em nào mà có cái bình tông của Pháp á, mà thiếu cái ca thì lấy cái này về nó thành một bộ luôn nha. Ca này là gắn vừa cho cái bình tông của Pháp từ xưa. 80.6 300 ngàn. Nó cũ cũ thôi nha, nó có cái móp nè. Đó mọi người nhìn nè, nó cũ cũ có cống móp vậy đó, nhưng mà giá 300 ngàn. Ở dưới nó có ký hiệu nè, AM nha, hàng chuẩn của Pháp từ xưa. Rồi 80.7. 80.7 đây là cái bao xẻng cán gỗ. Để đi anh, để đi. Dạ dạ để. Rồi 80.7 nha. 80.7 đây là một cái bao xẻng cán gỗ. Bao xẻng cán gỗ. Cái này đời 70. Cái này giá 300 ngàn một cái. Cái này chưa qua sử dụng nè, giá 300 ngàn. Cái này cũng vậy luôn, cũng bao xẻng cán gỗ luôn. Nhưng mà cái này đời trước nha. Cái này đời đời 68 nè. Cái này đời 68. Nói chung anh em nào có xẻng cán gỗ mà chưa có cái bao thì mua cái này và đựng vừa nha. Hai cái đều như nhau hết. Đựng xẻng cán gỗ đều được hết. Giá 300 ngàn một cái. 300 ngàn một cái nha. Rồi 80.8. 80.8 đây là một cái túi. Túi quân trang. Túi quân trang của quân đội Mỹ. Túi này rất là to nha. Đựng đồ đi phượt đi rừng chắc khoảng tầm nửa tháng đó. Túi rất là to. Nói chung là có dính bẩn sơ sơ nhưng mà không bị rách lũng nha. Chất liệu vải là ni lông. Nó có bị sờn sờn vậy đó, nhưng mà nó không có bị rách lũng nha. Hàng đã qua sử dụng. Cái kích thước của nó là ngang 80 nè. Cái đường kính nó 80. Còn đường kính 50 chứ, đường kính 50, còn bề dài này 80 nha. Dài này 80 nè. Bề dài này 80, còn đường kính là 50. Để coi thử túi này sản xuất năm nào nha. Nó cũng hơi mờ. Hình như đời 88 đó. Túi này hình như sản xuất đời 88 nha. Túi này có giá 600 ngàn. Túi quân trang của Mỹ giá 600 ngàn. Cái này mình giặt đi là nó sẽ mới lên nha. Cái này tại em chưa có giặt nè. Nó còn dính bùn đất nè. Cái này giặt đi nó sẽ mới. Giá 800 ngàn. Rồi 80.9. 80.9 thì đây cũng là một cái túi của Mỹ. Túi này thì nó gọi là túi qua sông. Túi qua sông tức là nó bỏ quần áo vào, nó cột á. Nó cột cái miệng lại xong bắt đầu bơi qua sông. Nó không có bị thấm nước nha. Túi này thì tức là nguyên bản nó là như vậy. Còn túi này nhiều khi hàng cũ nữa thì cũng có thể là nhiều khi nó bị lủng hoặc bị hở keo gì đó. Cái này hình như nó có lủng rồi nè. Tức là nó không có lủng nha. Nó không có lủng. Nhưng mà nó chỉ cần trầy cái lớp cao su ở bên trong thôi là nó sẽ không còn chống nước được nữa nha. Nhưng mà cái này thì bán cho anh em là sưu tầm nè. Giá 300 ngàn một cái. Túi thì nhìn bên ngoài thì không có rách lủng. Đây là cái đường nối của nó là đó. Cái này là nó dán keo lại nè. Cái đường nối của nó dán keo lại. Túi nhìn không rách lủng nha. Nhưng mà chống nước chắc không còn chống nước được nha. Này chắc không còn chống nước được. Này chỉ bán cho anh em sưu tầm thôi. Giá 300 ngàn. Hoặc là cái này mình đựng đồ bình thường hay đồ khô thì chứ mình đi dưới nước là nhiều khi nó bị thấm nước nha.
giá 300.000 cho cái túi này. Đây là túi qua sông nha, 300.000. Rồi 80.10 thì đây là một cái túi. Túi này thì nó không có nhãn hiệu gì nha, nhưng mà nó được may từ cái vải, may từ cái vải ni lông, vải giống như cái túi quân trang lúc nãy vậy đó. Cái này thì nó nằm trong cái kiện hàng của từ bên Mỹ về luôn nha. Túi này thì rất là đẹp, đựng đồ đi du lịch thì ok nha. Ở đây thì nó có bị bung chỉ nè, ở đây nè, nó có bị bung chỉ nha, tức là giữa hai cái đường chỉ nè thì nó bị bung chỉ ở chỗ này. Cái này thì về mọi người đạp lại giùm em nha, cái này là mọi người đạp lại giùm em đó, nó có bị bung chỉ ở chỗ này nha, lưu ý giùm em đó, chỗ cái mối nè đó, chỗ cái mối này thì nó bị bung chỉ ra nên nó bị có một cái lỗ đó. Túi này thì đựng được cái tầm 5-7 bộ quần áo nha, 5-7 bộ quần áo đó, để em đo thử. Rồi dài 42 nha, dài 42, cao là 26, dài 42 cao 26 và bề ngang của nó, bề ngang của nó là 23-24 nha. Rồi 23 này, 40 này, 23-40 và 26, 23-26 x 40 nha. Rồi túi này giá 500.000, túi này còn rất là mới nha. Đó, cái này mình đựng được 5-7 bộ quần áo đó, mình đựng đồ đi du lịch, đi phượt, đi du lịch đó, rất là đẹp nha. Giá 500.000, túi này lưu ý cho em là không có nhãn hiệu, không có US gì nha. Này là chỉ là hàng sách từ bên Mỹ về thôi, chứ còn này em không nói là hàng của quân đội hay gì nha, tại vì em không thấy tem, cũng không thấy cái mộc US. Đó, nên là cái này là bán theo cảm quan cá nhân thôi. Đó, thấy túi đẹp nên là bán giá 500.000. 80.10 giá 500.000. 80.11. 80.11 đây là một cái túi quân trang nha. Túi quân trang có nhựa. 80.11. Đây, 80.11 đây, lộ. Đây nha, sau đây mọi người, 80.11 thì đây là một cái túi. Túi này giống như cái túi đạn vậy đó. Đây, nó có cái móc như này. Mình đeo vào cái là mình móc vào nha, mình móc móc vô bụng mình á thì mình đựng cái này. Mà anh em nào trèo lên mái nhà hay làm việc trên cao á thì mình có thể đựng được nè đó, mình đeo vào cái mình đựng các dụng cụ như là bù lon, con vít hay là cờ lê mỏ lết gì để mình leo trên cao là ok nè. Cái này nè sử dụng rất là tiện nha, hàng này của quân đội Mỹ nha. Đây USA nè, hàng này là của quân đội Mỹ, made in USA nha. Chất liệu là 50% cốt tông và 50% polyester. Rồi thêm một cái này nữa. Cái này thì em cũng USA luôn nè. Cái này em cũng chưa biết người ta đựng cái gì nha. Cái này em chưa biết là người ta đựng cái gì đó trong quân đội. Rồi bán hai cái này giá 400.000 nha. 400.000 cho hai cái này. 400.000. Cái túi này thì nó chỉ có như thế này thôi, nó không có chỗ cái dây để xỏ dây TP hay là gì hết đó, nó như thế này. Cái này không biết trước người ta đựng cái gì. Rồi hai túi giá 400.000, hai túi đều là của Mỹ nha, giá 400.000. Rồi 80.12 nè, đây là một cái túi pilot, túi pilot của lính Mỹ đó, người lính cũ họ có ghi gì B9 nè, màu xanh ô liu nha. Túi này là sử dụng khóa nhựa, túi này sử dụng khóa nhựa. Cái này là cái khoang lựu đạn này, người ta gắn vô cái chỗ kéo nè. Túi này sản xuất là đời 87 nha, 1987, đảm bảo là hàng chuẩn riêng chuẩn cấp phát của quân đội, chuẩn riêng chuẩn cấp phát nha. Túi này thì không có bị rách lủng, không bị rách lủng nha. Rồi giá 1.1 triệu cho cái túi này. Túi này khá là đẹp, túi pilot gọi là túi bay đó. Giá 1.1 triệu. Rồi 80.13.
80.13 thì đây là một cái nón BR thời xưa. Này là nón BR thời xưa này, do cái hãng là Vạn Thành 92 Võ Duy Nguy Sài Gòn này. Cái này là hàng xưa nha, chứ không phải là hàng dựng bây giờ nha. Cái vải này nó có bị bạc màu hết rồi nè. Vải này nó bị bạc hết rồi. Cái nỉ nè, Charlie 21. Hàng này thì có giá trị sưu tầm cao nha. Đây, cái vòng đầu của nó năm 5758 nha, 56 5758 đều được, tại vì nó có cái dây rút nè, dây thích nè. Rồi nón này giá 500.000, 80.13, 500.000. Nón này có giá trị sưu tầm rất là cao, nó cũ cũ vậy thôi nha, nhưng mà rất là có giá trị sưu tầm. Giá 500, 80.14. 80.14 thì đây là một cái nón tám cạnh sa mạc. Tám cạnh sa mạc nha, nón này còn rất là mới luôn. Cái tên người lính tên là Morinama gì đây. Size là size medium nha, 5758. Anh em nào vòng đầu 5758 là đội vừa cái này. 5758 nha, 57 medium. Cái này là size 57 thôi. Anh em nào vòng đầu 57 thôi là đeo ok nha. 80.14 giá 400.000. 80.15. này, đây là một cái nón tai bèo ASIU. Nón này thì size 73/4 nha, 73/4, size lớn. Vòng đầu tầm 60-61, anh em nào vòng đầu 60-61 thì độ vừa nha. Độ mới còn khoảng 90%, nón này thì độ mới 90%. Nhưng mà size hơi lớn nha, hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ. Thì giá cái này 400.000, 400.000 nè. Rồi 80.16. 80.16, đây là một cái nón 6 mũi lửng. Hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ, này là đời 1966 nha, size là size 56-57, size 56-57, cái này là đời 1966. Nhìn cái tem này, nhìn cái nón này, nói chung nón này là gần như là chưa qua sử dụng luôn nha, gần như chưa qua sử dụng luôn, nón còn rất là mới, còn rất là đứng form luôn, rất là cứng. Đó, nón này rất là đẹp. Cái này em bán giá 1.600.000 nha, 1.600.000. Nón 6 mũi lửng, cái này là vòng đầu 57. Vòng đầu 56-57, vòng đầu 56-57 nha, 1.600.000. Rồi 80.17, đây cũng là một cái nón 6 mũi lửng, nhưng mà cái này tem nó mờ hơn nha. Cái này thì vòng đầu là 56, vòng đầu 56-57 luôn. Cái này vòng đầu 56 nha, vòng đầu 56 là vừa nhất. Đó, cái này thì tem nó hơi mờ, nhưng mà hàng này là đảm bảo là trước 1975 nha, hàng chuẩn thời xưa trước 1975. Cái vải nó rất là mịn, rất là mềm. Cái màu ô liu rất đẹp nha. Nón này giá 1.200.000. 80.17, 1.200.000. Nón này lưu ý là tem nó hơi mờ nha. Cái size của nó 67/8 này. DSA 100, nói chung là còn hơi mờ mờ. 1.200.000. 80.18 nè. 80.18 thì đây là cái nón bố Mỹ đời 83. Nón bố Mỹ đời 1983 nha. Nón này sử dụng sợi dây quai của nón bát, tức là dây quai cầm này của nón bát. Nón này chưa qua sử dụng. Ở phía trước thì người ta có ghi cái chữ gì mà D5 DG gì đây. Đó. Còn ngoài ra là không có bị dấu vết gì nha. Nón này giá 2.600.000. 80.18, 2.600.000. Rồi 80.19, đây cũng là một cái nón bố Mỹ. Nón này thì bây giờ nó thuộc hàng siêu phẩm rồi, độc dược, tại vì bây giờ nó hiếm quá. Nón bố Mỹ đời 69 nè, lòng mặt trời nè. Đó, mọi người thấy không? Lòng xanh mặt trời nha. Lòng xanh mặt trời siêu hiếm. Nón bên ngoài là không có bị trầy, không bị gì hết. Vành là không bị tưa nè, vành là không bị tưa nha. Nón này còn rất là mới. Nón sử dụng sợi dây bi giật. Dây bi giật xịn luôn, dây bi giật còn mới luôn. Nói chung nón này thì rất là mới nha. Giá của nó là 3.600.000. 3.600.000 cho cái nón bố này, nón Mỹ. Nón bố Mỹ đời 69 nha, nón bố Mỹ đời 69. Gần như chưa qua sử dụng. Giá là 3.600.000. Rồi, 80.21.
80.20 nha. 80.20 thì đây là một sợi dây bi giật. Hàng này thì đã qua sử dụng nè. Đây. Sợi dây bi giật này hàng đã qua sử dụng. Nhưng mà không bị mục nha, đảm bảo là không bị mục. Bi giật bình thường, này dây bi nè. Đó, bi giật bình thường nha. Dây này giá 700.000. 700.000 cho sợi dây bi này nha.